con thích đi chơi. Chứ em thích đi đâu? Dạ. Anh Lâm à, em nghĩ là đến một lúc nào đó em phải nói với anh, em không thể nào để trong lòng mãi được. Em muốn nói gì? Em phải nói điều em cần nói. Sở dĩ mà ngày hôm nay em muốn gặp anh trong một cái dung mạo đàng hoàng sạch sẽ như thế này. Hè chứ mấy bữa em dơ lắm. Mà ngày hôm nay em rất là sạch. Bởi vì em rất là nghiêm túc ngày hôm nay. Em muốn trịnh trọng báo với anh một tin là chúng ta sẽ đến với món đồ vật của bài hát tiếp theo. Mới đưa lên mà chưa nói gì luôn. Đây là đồ vật em tưởng là xì rồi. Trừ 4 điểm đi chị MC. Chị MC đẹp. Trừ 6 điểm đi ạ. Không, đúng, mình là người lớn mà hả? Em út nó sai mình chấp nó làm chi tội. Dạ đúng. Con nít mà, phải không? Dù con nít nhà mình sai cái mình la nhẹ thôi. Dạ đúng. Nhắc sương sương thôi, ưu điểm tội. Và đây là gì? Đây là một cuốn lịch. Và chắc chắn thì bài hát của chúng ta sẽ liên quan đến cái cuốn lịch này. Nếu như đội nào mà đưa ra đáp án không cần gợi ý thì sẽ được 6 điểm. 3, 2, 1, bấm chuông. Oh wow. Xin mời. Bên kia nghe nha. Đếm ngày sai em ạ. Vì sao? Tại đếm lịch à. À đếm lịch. Đếm ngày sai em. Đúng. Đếm ngày sai em. Em không biết đúng hay không nhưng mà em nghĩ là đúng. Em thua bài này không? Dạ thua. Hay quá. Wow. Nếu mà đúng thì chúng tôi sẽ phóng ra sân khấu lộn mèo da và chúng ta hát. Em là hay, hoặc là hùng hồn, không như ai kia. Và đáp án chương trình đó chính là đếm ngày sai em. Xin mời đội dữ lắm. Đây. Dữ lắm á. Quay một vòng, quay một vòng cho người ta sợ. Wow, mình dằn mặt đó, mình dằn mặt sợ quá. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Em đã khiến anh yêu em, không thể phải bồi. Anh mong em đừng thay đổi, vì anh đã quá yêu em mệt rồi. Yêu em xa em quanh anh chỉ còn lại bóng tối. Chờ đợi ngày mai, chờ, chờ một ngày tương lai, chờ ngày ta được sánh vai nhau, đứng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, sẽ rất mong một ai có thể chia hai ta chung mãi trên một con đường dài. Lát luôn ơi, lát đi. Ôi cô lâu. Lát bây giờ. Đây, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và với đáp án vừa rồi thì đội dữ lắm đã mang về cho mình 6 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng. Và lượt 3 này là một tiểu phẩm kết hợp. Xin mời phần tiểu phẩm của đội Hiền Sương Sương. Trời ơi, lịch nặng lắm hả? 1, 2, 3, 4, 5, chưa lịch lại cho mình diễn nữa. 6, 7 ngày trôi. Ngày hôm nay cũng đã tròn 2 năm chú mất tích rồi Trọng ơi. Ngày xưa hai đứa mình ở ký túc xá, chú rất là thèm bánh mì. Bây giờ tôi vì chú mở công ty bánh mì. Mà chú đi đâu mất tích 2 năm nay vậy Trọng? Bây giờ công ty chỉ có một mình tôi thôi à. Tuyển nhân viên hoài mà không có ai vô đây xin việc hết. Cốc. Ủa? Trời chào anh đọc mở cửa thôi. Em đi đâu đây? Dạ, em đi xin việc. Công ty anh là công ty bánh mì. À, em xin làm công ty bánh mì á ạ. Em tên gì? À, em tên là Mộng Trinh ạ. Công ty của anh đang tuyển người nặng bột. Bây giờ anh phải coi tay coi chân mới được. À, thì, coi tay hả anh? Ờ, anh coi coi tay em có... anh coi coi tay có mềm không, anh ăn bánh mì á. Bây giờ không ấy em bóp vai anh thử đi. À vậy anh ngồi xuống đi em bóp. Tay mềm á thì mới được tuyển cho công ty nha. À! Về gái hả chú? Gì vậy? Từ trước mà học chung với nhau tới giờ ông lúc nào cũng hả về gái bây giờ 2 năm trời qua mà vẫn không bỏ cái tật này được. Em học chung với anh á hả? Học chung trường hay là chung lớp? Chung lớp. Giả bộ đúng không? Bữa vô công ty tôi tính là ăn dạ đúng không? Ăn dạ tôi gì ở trường nội trú và tôi ở ký túc xá nam. Không thể nào có một đứa con gái ở chung được. Hồi trước là con trai, giờ con gái. Cái gì? Hồi trước là con trai. Trời có cháy cổ luôn nè. Ai đây? Hồi nãy tôi nói tôi tên gì? Tên Trinh. Nguyễn Mộng Trinh. Đúng rồi. Trước tên Nguyễn Minh Trọng. Minh Trọng. Trời đất ơi, rồi đi đâu 2 năm nay vậy? Thì đi qua Thái. Thái gì mất tới 2 năm rồi về về đây làm gì? Phải nó hồi phục nữa chứ, trời đất ơi, chứ xuất hiện liền sao được. Với lại tại thấy ông mở tiệm bánh mì. Cũng thấy thương, không có người làm cho nên về đây đó. Vậy hả? Ừ. Rồi thôi lỡ về rồi, bây giờ ở đây phụ tôi luôn nha. Hai đứa mình sẽ cùng bán bánh mì không?
Phần tiểu phẩm vừa rồi của đội Hiền Sương Sương thì cũng đã nhắc được đến hai đồ vật cũng như tên và lời của hai bài hát. Còn nội dung thì từ từ mình tính sau, bởi vì vẫn còn phần tiểu phẩm của đội dữ lắm. Xin mời. Dạ phụ em đi. Dạ em ra em hẹn dạ rồi, dạ chơi em nó bắn lịch, dạ không thèm quen em. Rồi rồi rồi. Hôm chia tay chiều chủ nhật, em bảo rằng tuần sau em đến. Hái một nụ hoa xinh tươi tặng em đó, anh cài lên mái tóc thề. Ôi sao hẹn ngoài công viên này mà đến giờ dạ vẫn chưa xuất hiện vậy ta? Anh hẹn em cuối tuần đợi anh nơi cuối phố. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Dạ anh mới đi bán lịch về nè, giờ anh chở em đi chơi nha. Ngày hôm nay em không thích đi chơi. Chứ em thích đi đâu? Dạ anh Lâm à, em nghĩ là đến một lúc nào đó em phải nói với anh, em không thể nào để trong lòng mãi được. Em muốn nói gì? Em phải nói điều em cần nói. Sở dĩ mà ngày hôm nay em muốn gặp anh trong một cái dung mạo đàng hoàng sạch sẽ như thế này. Hè chứ mấy bữa em vô lắm, mà ngày hôm nay em rất là sạch. Bởi vì em rất là nghiêm túc ngày hôm nay. Em muốn trịnh trọng báo với anh một tin là... Tin gì? Mình chia tay nhau nhé, cứ thế em về đi hỡi người. Ta chia tay khi tình yêu bắt đầu. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Anh bán lịch, em bán lương, hai đứa hợp quá mà. Mà bây giờ em sao lương lẹo như vậy chứ? Thì bởi vì em bán lương cho nên em không thể nào quen một người bán lịch. Không lẽ mình lấy tờ lịch mình cuốn con lương lại đâu có được. Em phải kiếm một người nào có bán ni lông để em quen. Trời ơi! Mình chia tay đi, đừng tìm em nữa. Dạ, dạ. Bạn dối trá tức quá phải mở la vô nghe để biết tâm trạng mình thôi. Okay. Ngọt lòng nhưng lúc em thấm đôi môi và nói em không chỉ mãi yêu thôi, giờ đây yêu thương đã phai. Trời ơi phụ tình. Tôi không có cười bạn Lâm đạt gỡ đúng tôi đây, tôi không có cười bạn. Tôi đã đi từ xa, tôi thấy bạn với bạn gái bạn chia tay nhau. Vậy nhưng hả? Mà tôi không có mắc cười vụ đó. Chứ mắc cười vụ gì? Tôi xin được việc. Wow! Đó! Đạt ơi, bạn làm nghề gì vậy? Tôi phải nói là khá là nhẹ nhàng. Khá nhẹ nhàng? Khá là thoải mái, tự do. À, bác sĩ? Không. Người mẫu? Không. Và càng không phải là bán lịch giống bạn. Vậy hả? Vậy bạn làm cái gì mà nhẹ nhàng vậy? Bánh mì không. Bán bánh mì không? Một tập đoàn bánh mì không. Bạn ơi, vậy là bạn sắp làm giàu rồi đúng không? Chưa biết. Vậy hả? Nhưng mà tôi được biệt là tôi rất là vui rồi. Nhưng mà tôi có một thử thách từ trên tổng giám đốc mang xuống cho tôi. Thử thách gì vậy Đạt rồi? Làm sao bán bánh mì mà vẫn bảo vệ môi trường được? Bán bánh mì vẫn bảo vệ không môi trường? Không xài bao ni lông. Vậy bây giờ tôi với bạn kết hợp đi. Hỏi kết hợp sao đi? Bạn kết hợp sao? Bạn bán bánh mì. Đúng. Tôi bán lịch. Bây giờ lấy gói bánh mì ra. Gói lịch. Và mình xé lịch vô. Gói lại. Và mình gói lại. Không xài bao ni lông. Môi trường. Thứ hai là biết ngày tháng năm sinh, khách sinh ngày nào là mình gói lịch ngày đó. Đó là cũng mình... là một chiến lược. Đó chiến cũng lược. Là một chiến lược rất là thông minh. Và hai anh em chúng ta sẽ phát triển làm giàu và bánh mì toàn thế giới. Hay quá. Với phần tiểu phẩm vừa rồi thì không chỉ riêng MC mà kể cả khán giả ở trường quay và cũng như là khán giả đang xem chương trình cũng sẽ cảm thấy hơi thích hơn. Mình không chê bên này nhưng mà bên này thì dễ thương hơn, ý nghĩa hơn. Ở lượt 3 này thì đội dữ lắm sẽ mang về cho mình 10 điểm. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Anh cầm á. Nhớ xưa còn nói nhau mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chia xe cùi bấm bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường.